Xin chào tất cả các bạn Hôm nay bếp nhà của Sắc Màu Cuộc Sống tiếp tục gói bánh tét để dành cho những ngày Tết sắp tới Gói bánh lần này rất đơn giản, nhanh gọn nhưng mà cũng rất chất lượng các bạn Mỗi đòn từ 1kg đến 1 ký 2 nhân đậu thịt có thêm lạp xưởng Còn phần da mình không cần phải có lá dứa, chỉ cần có lá chú tươi và thêm một ít đậu đen vào nếp nữa thì phải nói cho ra đòn bánh ngon lắm Nếu mà có thêm kết hợp với củ kiệu dưa hành thì phải nói là trọn bộ hoàn hảo Bạn nào yêu thích cùng mình chuẩn bị Hôm nay mình gói 4 đòn to, mình cần 800g nếp thái Nếp vo thật sạch rồi cho vào thao nước ngâm với muối Ngâm 4 tiếng đồng hồ thôi chứ không lâu hơn ha các bạn Và thịt 4 đòn bánh to thì mình cần 800g à, Chọn ba rọi ngon, có nạc, có mỡ thì cái nhân đậu mới ngon ha Rửa thật sạch phần da, cạo sạch rồi cho ra rổ để ráo nước thì à, sau khi à, thịt à, mình rửa xong để ráo nước chuẩn bị gia vị để ướp gồm có củ hành tím, tiêu, muối, đường và bột ngọt. Bạn có thể thay thế hạt nêm ha. Củ hành thì mình băm nhuyễn hay là bạn sử dụng hành lá hoặc là cái củ hành lá, củ hành tây đều được. Cái phần tiêu nếu mà ăn cay được, bạn rang cái tiêu sọ rồi mình đập bể bể nó sẽ ngon hơn tiêu nhuyễn nha các bạn. À, vì mình có trẻ con cho nên mình dùng tiêu nhuyễn bưng cái thao ướp gia vị đó các bạn xóc đều để cho từng miếng thịt ngấm trong gia vị ha và mình để ướp thịt ở đây để cho ngấm gia vị và cái phần lá chuối thì mỗi một đòn cần 3 miếng lá to vì là đòn to bạn canh hai gan tay nhé và bốn miếng lá bịch đầu khi mà mua nếu mà lá chuối đông đá bạn chờ tan đá cắt ra uh, cho vừa vặn bốn đòn là coi như là 4 lần 3 là 12, 12 miếng lá to và 4 là 16 miếng lá bịch đầu, bạn cho ra một cái khay rồi á mình trụng nước sôi 3 đến 4 lần, mỗi lần mình ngâm 5 phút. Khi mà mình trụng mình thấy lá nó dẻo mềm rồi đó thì bạn chải cái khăn dày dày mình cho từng miếng lá lau cho thật sạch và khô ráo lại. Và khi mà mình chuẩn bị lá xong hết rồi đó là mình sẽ chuẩn bị đến cái phần đậu. Đậu là phải ngâm trước từ đêm trước hoặc là 8 tiếng đồng hồ trong nước ấm vì mình gói đậu trực tiếp đậu đậu tươi luôn chứ không có nấu nhân đó các bạn. Cách này thì nó dễ và nó sướng lắm luôn. Chỉ cần ngâm đậu nở mềm, khâu này quan trọng. Và một lon nước cốt dừa bạn nào thích đậu đen nhiều thì dùng hai lon đậu đen và um, ít đậu đen thì một lon hoặc là bạn có thể thay thế đậu đỏ kiết nghi cũng ngon nha vì đậu lon nó vừa mềm bùi mà nó rút ngắn thời gian cho mình gọn gàng nếp sau 4 tiếng đồng hồ ngâm trong nước có muối thì mình cho ra rổ rửa sơ qua nước lạnh thôi mình gác cái rổ lược để lên một cái thao để cho ráo nước nếp thực sự ráo nước thì mình sẽ chuẩn bị cái chảo không dính và cho hết nếp vào chảo và nguyên lon nước cốt dừa 400ml nêm muối vào tùy vào sở thích của từng nhà đầu tiên các bạn cho một muỗng cà phê đầy thôi và đường thì cái phần muối và đường đó các bạn thì các bạn gia giảm theo sở thích các bạn có thể sên vài phút khi mà nước cốt dừa và gia vị tan chảy thì mình nếm lại để cho không có bị mặn thì mới khéo mới ngon lỡ tay mà cho muối thì phần bánh bị mặn là mất khéo và mất ngon nha các bạn và mở bếp lên mình sên đến khi nào mà nếp nó rút hết vào nước cốt dừa rồi đó thì mình cho cái phần đậu đen khi cho đậu đen vào thì mình tiếp tục mình sên đến khi nào các bạn thấy nếp trong và cạn nước hoàn toàn ha thì mình sẽ chuẩn bị một cái tô mình gác lên cái cân luôn thì mình cho hết cái phần nếp xào mình cân để mình chia ra bốn đòn liều lượng chính xác luôn các bạn thấy dùng cái chảo không dính sơ nếp rất là đơn giản và chuẩn bị kế tiếp đó là lạp xưởng. Đây là phần nếu mà bạn muốn thêm ha, có thể thêm tôm khô tùy vào sở thích. Và cái phần đậu xanh sau khi vo sạch để ráo thì mình cân luôn. Bây giờ mình có lạp xưởng, đậu xanh, nếp và thịt đầy đủ rồi thì mình sẽ chia ra làm bốn. Mình cân cái nhân đậu xanh và nếp và lá chuối thì mình lót hai miếng lá cái sọc nằm ngang đâu lại với nhau bề mặt để xuống bàn còn cái miếng lá trực tiếp với nếp thì mình để bề mặt và cái sọc nó đối diện với mình để khi mình cắt cái khoanh bánh ăn mình lột cái lá chuối dễ và để cho lá nó bóng đẹp thì nhúng một miếng dầu và lau lá thật sạch lần lượt thì mình sẽ cho nếp vào trước gói bánh tét đó các bạn cái phần lá chuối mà đủ và bạn trụng kỹ nó dẻo đó rồi sơn nếp nữa thì tải nếp rất là dễ mình canh vuông vắng ha cái bề ngang bằng với cái miếng thịt và nhớ chừa cái phần um, dư lá đó từ 7 7 đến 6 đến 7 cm là vừa vặn gói rất là ngon và bây giờ mình sẽ cho đậu xanh vào nếp cái chỗ nào để miếng thịt lên thì bạn cho đậu xanh dày còn hai cái phần hai bên hông á thì bạn cho mỏng hơn ha để khi mình cắt ra thì đậu xanh nó áo đều cái miếng thịt. Khi mà mình tải đều mình để cái miếng thịt lên và mình cũng phủ đậu xanh cho nó đầy cái miếng thịt và hai bên nhớ rưới đậu xanh cho đều ha, phần trên phần dưới chỗ nào để miếng thịt thì mình phủ dày. Bây giờ lần lượt mình sẽ nắm hai cái miếng lá và mình cho một miếng ớt qua và một miếng ớt lại là tròn đều nếp ở trong ở nhân và thịt rất là dễ dàng thì hai tay mình sẽ lần nhẹ nhẹ, lần nhẹ nhẹ lắc cho nó tròn tròn. Rồi mình sẽ bẻ lá vào mình cuốn qua, mình bẻ lá vào thì cái đòn bánh nó sẽ khéo hơn nha. Rồi lăn tròn qua cái mí mình để nằm dưới bàn để nó giữ lại và chuẩn bị cây cọng dây mình cột tạm. Mình có nhiều cái video chia sẻ bánh tét nhưng mà lần nào mình cũng nhắc lại cho kỹ vì mình chia sẻ thứ nhất là mình cũng muốn để lại cho con cháu trong gia đình nữa sau này mà con mình nó muốn làm thì mình cũng có cái sự chỉ dẫn rõ ràng dựng đòn bánh lên dùng hai bàn tay các bạn nắn cho tròn đều nha nhẹ nhẹ và bây giờ mình sẽ dùng một cái muỗng mình nén cái phần nếp xuống nén cho đều hết dẻ yeah. và nếu lá dư thì mình cắt bỏ bớt cái phần đầu bây giờ mình sẽ nắn tròn lại và bẻ cái đầu bánh vào các bạn nén một phần xuống vuốt thẳng hai bên xếp xéo vào các bạn thấy lá dẻo và lá đủ á, thì làm dễ lắm luôn đúng không nè rồi phần nào còn dư thì mình bẻ cớp vào rồi chuẩn bị hai miếng lá bịch đầu cái phần lá bịch đầu á các bạn cũng cần dẻo ha đó rồi mình bịch lại mình canh cho ngay ngắn vuông vắn mình dùng dây dây thì mỗi một đòn mình cần ba cộng dây ngắn 50 cm buộc tạm các bạn các bạn cắt để sẵn ha đó rồi mình để cho nó nằm xuống đi để mình dễ cột hơn thắt chừa cái mối để chút xíu nữa mình giật cái dây được thì mình cất cái phần dây này lại lần sau mình xài nữa rồi cái đầu này vẫn cái thao tác nén cho chặt cắt bỏ bớt xếp gốc đều à, và bịch đầu ha canh ngay ngắn vuông vắn khi cột xong mình cầm cận cái cần cái cọng dây dài khoảng một mét các bạn và mình buộc siết luôn nha rồi buộc kêu là dây giống để cố định đó mình buộc chặt và cột ngay chính giữa cái chỗ chữ thập đó, mình cột cái mối để mình rút được và thế là xong và lần lượt làm cho hết bốn đòn luôn ha và chuẩn bị cột dây, dây thì mình cũng đã có chia sẻ nhiều các bạn chuẩn bị một cái cuộn dây, bạn vào siêu thị bạn coi cái dây mà dùng cho nhà bếp á thì cái loại dây này rất là chắc và cột bánh ngon lắm vì sử dụng cho nhà bếp cho nên rất là an toàn và mình khi tháo dây cột tạm rồi các bạn nắn tròn đều và thả cái cọng dây xuống và chừa một mối dây dư mối đầu tiên bạn cột thắt gút luôn nha và các bạn cứ cầm cái cọng dây và cho vào cái bàn tay của mình mình xoay qua và mình gút cái cọng dây cho đều Cứ thế thì mình sẽ lần lượt ha các bạn Mình cuột từ mối Các bạn mỗi lần mà các bạn thắt lại đó Thì một cái tay mình giữ và một tay mình cầm Thì mình sẽ siết chặt được Và các bạn canh cái khoảng cách là 2cm cho một khoanh Thì mình thấy là đẹp Mình cứ lần lần thôi chút xíu xong Mình vẫn chỉnh sửa được cho nên không có lo à, Chút xíu nữa thì mình chỉnh sửa là nó sẽ ngay Quan trọng là cái mối đầu tiên đó Bạn rút vừa tay luôn nha không quá siết mà cũng không có loãng cũng như là vừa chặt tay đó rồi khi mà mình lòn qua thì mình tiếp tục mình cho vào tay xoay một vòng với cái cách cột dây này thì rất đơn giản nhanh gọn các bạn phải nói là nó vừa đẹp nè và nó vừa dễ nữa gần cái phần bên dưới đó thì mình buộc thêm một cái cái nuột nữa cho nó 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 sát luôn ha đó, các bạn thấy nhanh không trong tích tắc thôi là mình sẽ buộc xong một cái đòn bánh to như thế này nè cái mối sau cùng thì bạn cũng siết cho chặt ngay cái mối ha rồi mình dùng kéo mình cắt cái phần dây còn nếu bạn nào kỹ thì mình có thể là thêm một nụt nữa ở phần sau đó cho nó chắc ăn Mình lấy cái phần dây dư và cái phần mới cuộc xong mình buộc thắt gút lại Mình dựng đòn bánh lên tháo cái mối mà mình mình cột ngay chữ thập đó bạn buộc gút luôn gút cho chặt tay luôn nha rồi mình sẽ nối hai cái phần lại mình cột chung lại với nhau thì mình sẽ cầm cái đòn bánh lên dễ dàng lăn triều tròn theo cái đòn bánh chỉnh sửa thế là cột dây xong rồi đó các bạn lần lượt thì mình cột xong cho bốn đòn bánh ha các bạn thấy không đều bon đòn nào to là mình cho thêm thịt còn đòn gọn gọn thì mình để một cái miếng thịt nhỏ nhỏ và cái nồi của mình hôm nay đòn to thì mình để hai đòn nằm ngang à, và hai đòn đứng thì với cái nồi này mình chia sẻ quá nhiều rồi các bạn cho đầy nước luôn chờ sôi mình thời gian mình tính từ lúc nước sôi khi nước sôi thì các bạn sẽ thấy cái chỗ cái khất vàng đó nó nổi nổi lên là mình biết đã sôi mạnh rồi là mình hạ lửa nhỏ liền lò mình số 9 mình hạ số 3 mình chỉ nấu trong một tiếng rưỡi đồng hồ đó các bạn thấy nếu mà nó hơi nóng là nó sẽ lên khất đỏ Nhưng mà nấu bánh tét để ngon và khéo Bạn đừng để quá mức nha Khi mà được một tiếng rưỡi Mình tắt bếp để luôn thêm 40 phút nữa Thì mình mới mở nắp ra Lấy bánh và rửa dưới vòi nước lạnh cho thật sạch Và mình cho ra đây để nguội Giờ này thì tối sáng hôm sau thì mình sẽ cắt bánh đó các bạn sáng hôm sau thì cái phần lá chuối nó khô khô lại và mình cho lên cân đòn to là một kg 160 mấy gram còn đòn gọn gọn là gần một kg thì bây giờ mình sẽ cắt ra cái đòn đầu tiên cho các bạn xem ha Trời ơi, nó dẻo, nó rít cái dao luôn các bạn với cái cách làm này nè các bạn thì cái phần đậu á, nó mềm mịn luôn và nhớ là bạn chọn á, đậu thịt á, là thịt ba rọi có mỡ và cái phần da nha và cái gia vị mình ướp á, nó rút vào đậu xanh rất là ngon và khéo nữa và thêm củ kiệu dư hành như hồi nãy mình có nói thì đến đây các bạn bánh tét nhân đậu thịt của mình đã xong các bạn thấy đậu mịn màng nếp dẻo trong quà quyện và bạn để lâu cũng không hư nữa